gì vậy? Có kêu cái gì? À, chị Kim quá có kêu nhà ăn nấu cơm không? Hôm qua dặn cơm gạo cho ngon gì đó. Xong xong chưa Ngọc? Mềm quá. Chưa, chưa xong đâu. Đổ ra luôn đi. Như vậy xong trang trí xong rồi để vô rồi làm bằng ghép. Thử rồi đó. Điện có không có gì cặn cặn hả? Dạ. Cặn hành là chị chắc nhỏ rồi đầu má rồi. Xong chưa Ngọc? Chưa. Chưa có ra mà xả vậy. Còn làm cái gì? Sao mày hấp dẫn quá vậy? 264 ngàn. Đây có 100 ngàn. Dính, để lại đây đi. Ngồi không đâu vậy? Giờ 40 ngàn à? Mắm này cũng mấy chục ngàn. Tính gia vị đồ hết luôn đó. Lâu trang trí quá ha, họ hết pin rồi. Ôi. Yeah.
Trời ơi. Em có tắm cả mũi vậy trời. Chẳng qua chồng vợ chồng nại quan dư nại quan dư hồi quốc chắc hết trơn rồi. Thì nữa. Chưa. Ta thấy đủ cắm lại. Tiêu không? Bỏ tiêu luôn. Còn nữa nè.